Bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có nguy cơ lan rộng ra cộng đồng nếu không phát hiện sớm, cách ly triệt để ngay tại nhà và nơi lưu trú. Bệnh lây từ người sang người, hiện chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu. Để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, Bộ Y tế khuyên cáo những trường hợp sau được cách ly tại gia đình, nơi lưu trú. Người không có triệu chứng sốt, ho, khó thở nhưng sống cùng nhà, cùng làm việc, cùng nhóm vui chơi, du lịch, cùng đoàn công tác với người bệnh hoặc người nghi mắc bệnh. Người không có triệu chứng sốt, ho, khó thở nhưng có tiếp xúc gần trong vòng 2 mét với người bệnh hoặc người nghi mắc bệnh. Người không có triệu chứng sốt, ho, khó thở nhưng ngồi cùng hàng trước và sau hai hàng ghế trên cùng một chuyến xe, toa tàu, máy bay với người bệnh hoặc người nghi mắc bệnh. Người không có triệu chứng sốt, ho, khó thở nhưng nhập cảnh với Việt Nam từ Trung Quốc hoặc từng đi qua Trung Quốc trừ tỉnh Hồ Bắc trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Thời gian cách ly tối đa 14 ngày tính từ ngày tiếp xúc lần cuối với người bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh hoặc từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam. Khi người nghi ngờ mắc bệnh được chẩn đoán không mắc bệnh, những người được cách ly có liên quan sẽ kết thúc việc cách ly. Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 345 QĐ-BIT hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Không chủ quan nhưng cũng không lo lắng, hoang mang, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Hãy liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.